Chào các bạn, mình là đầu bếp Nguyễn Tiến Hòa. Hiện tại mình công tác tại khách sạn thương mại. Hôm nay mình đến đây để làm thực hiện món nem kem hải sản. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào thực hiện món ăn. Sau khi tôm mực đã được sơ chế thì mình sẽ thái nguyên liệu. Tôm mực thì mình có thể là thái hạt lựu nhỏ. Mình lưu ý là khi chọn tôm mình nên chọn tôm tươi để tránh bị bở. Nguyên liệu tiếp theo mình sử dụng sẽ là hành tây. Và hành tây mình có thể thái hạt lựu nhỏ. Nguyên liệu tiếp theo thì mình sử dụng sẽ là cà rốt. Và cà rốt mình bào sợi và thái cũng thái nhỏ. Sau khi nguyên liệu đã được thái xong thì bước tiếp theo mình có thể trần nguyên liệu. Này mình đưa vào trần tầm khoảng 10 giây. Sau khi mình xử lý xong nguyên liệu thì bây giờ đến bước tiếp theo là mình trộn hỗn hợp nguyên liệu. Rồi mình trộn nguyên liệu thì gồm có tôm và mực rồi mình vừa đã trần. Nguyên liệu trộn sốt thì mình gồm có maizena. Mình cho tầm khoảng 4 muỗng này. Tiếp đến là sữa đặc. Sữa đặc mình cho 1 muỗng. Lưu ý chanh là mình vắt nhẹ, không cần vắt kỹ, bởi vắt kỹ sẽ bị đắng. Lưu ý cái này mình cho vừa đủ sốt nhé, không cho quá nhiều bởi nó sẽ bị ướt. Và nguyên liệu sốt mình đã chọn xong. Và bây giờ bước tiếp theo là mình cuốn nem. Chúng ta lưu ý cuốn nem là cuốn chặt tay nhé. Và chúng ta sẽ dùng lòng trắng trứng vết bên ngoài để tạo lớp dính. Sau khi cuộn nem xong thì đến bước tiếp theo là mình đánh một lớp bạt bột để mình nhúng chiếc nem vào tạo một lớp áo để nhúng sang một chiên giòn để làm tạo độ kết dính. Bạt bột thì mình sử dụng gồm có bột năng và bột chiên giòn, nước lọc và trứng. Tỷ lệ bột thì mình sẽ cho là 1:4, một thìa bột năng và 4 bột chiên giòn. Mình đánh bạt bột đã xong và bây giờ đến tiếp tục là mình vào nem vào bạt bột và mình nhúng sang bột chiên giòn. Và bước cuối cùng là mình cho nem vào trong dầu để chiên. Thì các bạn lưu ý dầu khi mình cho nem vào là dầu phải sôi, già. Sau khi chiếc nem đã được vàng và giòn, chúng ta cho ra đĩa. Và sau đây là mình pha nước chấm sốt. Vậy là nước chấm sốt của nem kem đã xong. Và mình đã làm xong món nem kem hải sản. Đây là một món rất là dễ làm để giúp các bạn có thể là tiếp đãi bạn bè hoặc là có thể trổ tài trong các dịp lễ Tết. Chúc các bạn thành công. FitDi, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.